Này, hôm nay lại cảnh báo cho anh em nhá. Lần trước mình đã lên rất nhiều cái video về cái bộ ốp dán cái bộ dán chống xước mua trên mạng rồi. Nhưng hôm nay thấy bộ này mới quá thì em lại phải review một chút cho anh em xem để anh em cân nhắc. Đấy, cái đây. Em thấy không? Cái bộ này rất là mới nhá. Bộ này chắc vừa mới dán được 1-2 ngày, cái mép này đã bong này. Mép này đã bong này. Đấy, em thấy chưa? Thậm chí cái mép này cũng đã bong này. Mình vừa đẩy lại đấy. Đấy. Thực ra là với một cái bộ chống xước nó hơn 100 cành như thế này thì theo mình anh em nên đi ra các cái tiệm dán xe, anh em dán vào cái giấy chống xước ấy. Đấy, cái giấy đen nhám ấy. Nó cũng chả đắt hơn bao nhiêu, mỗi chi tiết nó cũng mấy chục ngàn này. Mà nó hiệu quả hơn nhiều. Cái này cam kết với anh em luôn là chỉ đi một thời gian nữa nó bong đây. Và xong phải bóc đi, và xong phải tẩy keo. Đấy, nhìn nó rất là buồn cười, rất là nham nhở. Mà thậm chí là nó không được bền. Cái quan trọng là anh em muốn sử dụng là nó phải bền, nó phải đẹp. Cái này thì có thể là có cái Toyota, có cái logo ở đây nhìn nó hay hay một chút, nhưng mà thực ra nó thật là không bền. Đấy, anh em mà vừa mua xe mới cần bảo vệ các cái chi tiết này để trông trước thì hãy tham khảo kỹ và làm những cái món đồ nó hợp lý nhất anh em nhé.